với chữ này. Đọc lại đi. Cảnh kém con học bài như thế này từ lâu đã là nếp sinh hoạt quen thuộc của mỗi gia đình. Với những nhà có con vào lớp 1, mối quan tâm này càng lớn hơn, đôi khi trở thành áp lực. Tức là những cái tuần đầu ấy, thì nó khá là căng thẳng. Do mình là đã nghĩ rằng là muốn con là phải viết chữ đẹp ngay, rồi là muốn con đọc tốt ngay từ đầu ấy. Tâm lý kiến thức lớp 1 dễ, ai cũng có thể dạy lớp 1, còn dấy lên những ồn ào khi bàn luận về chương trình mới, sách giáo khoa mới. Đã có nhiều hiểu nhầm khi phụ huynh nhặt sạn sách. Ví dụ như là cái từ thỏ, nhá cỏ ấy ạ, thì có phụ huynh nói rằng tại sao lại không thay cái từ nhá bằng từ nhai. Thì các bậc phụ huynh cũng hiểu rằng là các con chưa học đến cái vần ai, cho nên là sách đã phải lựa chọn là cái từ nhá, tiếng nhá thay cho tiếng nhai. Trường Tiểu học Kim Ngọc Vĩnh Phúc từng trải qua một lần thay sách, đổi sang học sách tiếng Việt công nghệ của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Khi đó nhà trường cũng vấp phải nhiều khó khăn, xáo động. Trải nghiệm thực tế giúp nhà trường hiểu rằng để chương trình mới thành công thì chìa khóa quan trọng chính là công tác truyền thông cho phụ huynh học sinh. Học phụ huynh của toàn khối 1 và tôi trực tiếp xuống từng lớp 1, ở đây tôi đã 7 lớp. Và mỗi lớp tôi dành khoảng 7 đến 10 phút để trao đổi với phụ huynh về triết lý giáo dục, về tầm nhìn của nhà trường. Và đặc biệt là tôi nói với phụ huynh về việc là chuẩn bị tâm thế cho phụ huynh vào lớp 1. Trao đổi với các bậc phụ huynh về cái định hướng của sách giáo khoa mới và chúng tôi cũng làm cho phụ huynh hiểu. Ví dụ như lớp tôi là không mang cặp sách về nhà, bố mẹ không phải dạy các con gì cả và các cô giáo sẽ hoàn thiện tất cả các nội dung ở trên lớp. Như vậy thì không có áp lực gì từ phía phụ huynh cả. Sau hơn một tháng bước vào năm học mới, khi con em đã quen trường, quen lớp thì các phụ huynh cũng đang dần nắm được bí kíp giúp con học lớp 1. Quan điểm của mình là các cô có nghiệp vụ sư phạm và tin tưởng vào nhà trường, vào cô giáo để con mình tiến bộ hơn. Đồng thời thì ở nhà phụ huynh sẽ tạo cảm hứng để con có hứng thú trong việc học tập thôi. Bạn ấy không có áp lực quá nhiều vào việc học. Quan trọng nhất là con không sợ tới trường. Sáng sáng là rất là vui vẻ đi học, chiều về là cũng líu lo kể chuyện bạn, chuyện trường, chuyện cô. Dắt tay con đi qua lớp 1 cũng là đi qua cánh cửa quan trọng của đời người. Không chỉ các con phải học những tri thức mới, mà mỗi phụ huynh cũng buộc phải trang bị cho mình những kỹ năng đồng hành, thông thái.